Kính chào cô chú anh chị cùng các bạn, mình là My. My đang ở Dollar Tree nè, với địa chỉ ở trên đây nha. Chỗ này My thấy nhưng mà chưa vô bao giờ luôn á. Hôm nay ghé qua mua mấy cái đồ lặt vặt rồi cho cô chú anh chị xem một vòng ở đây. Mỗi cái Dollar Tree thì thường là cũng giống nhau nhưng mà cũng có một số hàng đặc biệt khác nhau nữa. Thì để mình coi coi ở đây có cái gì đặc biệt nha. Thôi bây giờ mình cùng nhau vô trong ha. Thường là mỗi cái là 1 đồng 25 cent nhưng mà bây giờ là Dollar Tree đặc biệt là có những cái mắc tiền hơn nữa. Ở trong đây mặc dù là cái tiệm bán rẻ tiền nhưng mà cũng có nhiều cái hàng hiệu nhưng mà người ta vô cái đồ nhỏ nhỏ rồi người ta bán giá rẻ. Ồ, ở đây có mấy cái đồ điện này nữa nha cô chú anh chị. Mình thấy cái quạt này mình thích nè, 5 đồng. Mình gắn vô cái computer đều được luôn. Mini fan 5 đồng cô chú anh chị, mấy em nhỏ chắc thích loại này nha. Không biết mình cầm đi tập thể dục mình quạt luôn. Có 3 tốc độ. Wow, cái này mình nghĩ mấy em nhỏ vô đây sẽ thích á. Đây là cái đèn để trong closet mà tự động sáng, có 500, không cần dây, mình để tự động sáng lên nè, nè tự động sáng lên, 5 đồng 2 cái, mình để trong closet hay là để trong mấy cái tủ rồi ha, mà không có cần dây điện, người ta ghi làm magnet on với off á, tự động bằng 500. Này lạ quá, cô chú anh chị có xài thử chưa? Mình thấy cái này mới. Có headphone nè, 5 đồng. Có đồ gắn vô xe, 5 đồng luôn. Ồ, cái này hay lắm nè. Cái này mình có thấy quảng cáo ở trên online đồ hoài á. Cái đồ mình để vô trong đựng nước, khi nước bình thường. Nhưng mà tới khi mà mình cần đựng ly nhiều á, mình để được 2 ly. Chỉnh ra cho cái ly nào bự á, là mình banh cái nó ra, nó sẽ thành cái chỗ bự luôn. À, 2 trong 1. Ồ, cái này mình thấy hay á, có ai cần. Nè, bình thường giống như mình để là có 2 ly đây thôi, thì bữa nay nó thêm được một cái chỗ này nữa, mình để thêm một cái ly nữa. Cho ai thường ăn ở trong xe á ha, là cái này mình thấy tiện. 5 đồng nha. Mình nghĩ cái này sẽ có nhiều người thích. Nếu mà ai xài trong xe ăn uống đồ thường á, mình để nhiều khi một cái ly nước ngọt ha, rồi một cái ly nước trắng bình thường. Cái này nè, đựng nguyên một cái tô bự á, mình banh cái, mình chỉnh ra cho cái chỗ này holder lớn ra đó, để mình để cái cup bự vô đây được. Mình mua ở đây là trả được nha cô chú anh chị, 5 đồng à. Cái giá này là mình thấy rẻ đó. Đẹp không cô chú anh chị? Cái này để gắn ra phía sau xe đó, mình móc như túi sách của mình rồi đó. 2 cái móc mà nhìn có hút sòn nữa nha. Nhìn thấy sang hả? Nhìn sáng chói luôn. Để mình để rời nè, 3 đồng 2 cái. Mình thích người ta bán những cái đồ hơi mắc tiền chút vậy nè, mà mình mua mình thấy xài được ha. Nó có đa dạng đồ hơn. Cái này cái quần để mặc ấm ha. Ở trong có lông nè, có cái gì mặc mùa đông nè, 5 đồng nha. Quần để tập yoga đồ cũng được, quần thun bó có 3 màu luôn. Cái này mình cũng thấy hay nè nha, cái kệ được 6 cái chỗ để, 6 cái ô. Cái này mình để đồ rồi ha, để được chứ, chịu đựng được 40 pound. Cái kệ này có cái gì mà mình gắn vô mấy cái này vô á, mình không có cần cái thua. Giống như là mình mua về là mình gắn thôi, không có cần ốc vít dặn gì nữa hết trơn á.
Mấy cái đây là nó có mấy cái, mình nghĩ là mấy cái chỗ nhựa, cái khuôn nhựa mình đút vô. Cái này mới thấy hay quá ha, cho ai cần cái nào để như là muốn gọn á, hay gì mình để chồng chồng với nhau, rồi mình để rời ra, rồi mình người ta có tầng tầng lên cho mình. Chị nhìn cái nhà mình có cần không? Cái này trong đây có những cái đồ này nè, gắn vô. Mình nghĩ sẽ có nhiều cô chú coi video này là giờ thấy thích cái này á, thấy tiện, 5 đồng thôi à, tiện mà rẻ nữa, gọn, không có xài thì mình lấy ra mình cất nó cũng gọn. Năm đồng luôn, ở trên cái quạt, ở dưới cái đèn. Sướng chưa, 2 trong 1 nha. Mấy cái này mấy em nhỏ sẽ thích lắm á, nó cũng gọn khi mà mình xếp lại ha, đi đâu thì mình mở ra. Đó, cái quạt nè mình bật lên, xong có cái đèn, có đầu cầm luôn, sách 5 đồng. Bên này cái ly bự nè, này không có giá, chắc 3 đồng 5 đồng gì. Cái này 5 đồng cho bình nước, bình nước bằng stainless steel này cô chú anh chị, đủ thứ màu hết luôn. Cái ly này cũng 5 đồng luôn, chịu nóng chịu lạnh đều được, bằng inox, giá bình dân ha. Đồng này cái như cái mền vậy đó, để quấn bỏ lên xe đồ được lắm nè, có 5 đồng à. Cái cỡ của nó là 50 nhân 60, mềm êm ái. Năm đồng luôn. Bên này mấy cái tấm màn nha cô chú anh chị, màn để trong bồn tắm á, 5 đồng. Đây cái đồ cũng cái màn luôn, 5 đồng. Nè để trong tắm luôn á cho nó mềm. Ở đây giờ cũng có bán cái đây luôn rồi nè con chú anh chị, cái này nè cũng để trong xe nè. Lúc trước đó là con My nhỏ là My cũng mua cái này nè, rất là tiện nha, cho con của My á, mình để mấy chai nước ha, sữa đồ đủ thứ đồ để trong đây sau lưng cái ghế, còn ở chỗ này thì mình muốn để sách để gì đó cũng được, rất là tiện. Ở đây cũng có bán luôn, 5 đồng luôn. Ai thích bảng số xe màu hồng không? Màu hồng có hộp xoàn nữa, vòng vòng luôn, 5 đồng. Gắn bảng số xe. Headphone này đẹp quá cô chú anh chị, nhìn nó rất là gọn, 5 đồng. Cái kiểu này mới thấy đẹp nè. Light. Đây cái đèn, đèn để trên bàn 5 đồng. Cái này là cái để giống như cái chỗ mà trong xe mình để cái đồ ghim vô, nè. Mà giờ cái này người ta ra 4 cái chấu để cho mình chặt, giống như mình chặt ví dụ như có hai cái phone hay là chặt cái gì đó thì mình để 2 3 cái dây vô được. Như trong xe nhiều khi mình có hai xe mình là được 2 chỗ chạc, mà có nhiều xe có 1 chỗ thì mình muốn nhiều thêm á, là mình lấy cái này mình để vô, mà để mình nói thêm ra được nhiều chỗ. Là cái hút bụi ở trên desktop, hút bụi ở trên bàn. Sướng chưa, ăn xong rồi rớt này kia lấy cái này hút bụi.
Ở dưới đây nó có nhiều mấy cái cọ luôn hả, cũng hay. Làm gì hút bụi chỗ nào mà mình cần gọn gọn nhỏ nhỏ đó. 5 đồng. Mình thích với cái bình này lắm, nhưng mà bình bự bự nè, cái bình bự bự thủy tinh nè, 5 đồng bình. Về để cái gì cũng được hết trơn, để nước vô, để cái cây trồng trong nước vô cũng được, nên là mình để này kia vô đẹp. Mua để đựng mấy cây lắc chi bamboo á, mình thấy thích lắm. Mấy cây phát tài. Vuông có màu mũ trong luôn nè. Cái tô này là 1 đồng 25 sen hết á. Ở đây có bán cái khắp bự của anh chị nè, cái này là bự lắm luôn á, mà cũng 1 đồng 25 sen, đủ thứ kiểu ly hết luôn. Ai ăn oatmeal thường hay là hot chocolate ha, là mình làm mấy cái này. Cho mùa lạnh ấm áp nè. Cô chú anh chị, tới mùa lạnh có thay đổi bộ chén dĩa nhà mình không? Wow, không ngờ ở đây có bán cái loại này cô chú anh chị. Cái loại này á, nó người ta giống như là không phải của hãng Corel, nhưng mà cái loại đá đó nó rất là mỏng mà nó cũng chắc lắm nha. Cái kiểu này đẹp nè. Thay vì mình mua của Corel thì mất tiền, thì mua cái này có 1 đồng 25 sen nè, mà nó cũng mỏng mà nó đẹp. Mình chắc lấy vài cái luôn, tại ở nhà cũng có, nhưng mà cái dĩa thường thường mình xài lâu ngày quá đó, cái nó cũng bị trầy, mình phải mua. Ở trên đây có cái ly này cũng đẹp, cao bự vuông vuông nữa, nhìn cái kiểu cũng hay hay ha. Ai thích những cái dĩa đá bự bự á, ở đây đang có rất là nhiều kiểu nè, đủ cái kiểu hết luôn. Wow, cái tô này đẹp quá, rất là đẹp nha. Nó làm cho mình phải mua. Nhìn rất là đẹp luôn á. Ở trên nó có hoa văn điệu điệu nữa nè, đẹp quá. Có hoa văn ở trên thì đẹp, nhưng mà mình đậy lại để mình hâm á, nó không có kín, tại vì nó có điệu điệu trên nó sẽ hở. Cái này mình nghĩ đựng đẹp thôi, chứ xài microwave chắc không được, nhưng mà nhìn thì đẹp ha. Cái bầu rất là đẹp, chắc chắn dày chắc. Mấy cái tô này ai thích thì phải đến đây mua nhanh, chứ còn không là dễ bị hết hàng lắm. Cái ly khổng lồ luôn cô chú anh chị. Bự này cho mấy anh uống bia. Cái ly này đẹp nha, bự đẹp. Đang có ly vuông vuông nữa nè, nhìn cái này nhìn lạ lạ cho chứ anh chị ha, kiểu lạ lạ đẹp đẹp. Mấy cái hũ này có ở đây có đồ đo luôn được, đồng 25 hũ. Một đồng 25 sen. Ai uống apple cider, ở đây có chai nhỏ nhỏ rượu bia.
ai khát nước thì mình vô đây mua nước uống. Starbucks là 3 đồng 75, trà 2 đồng 25, đang lạnh luôn á. Starbucks này mới nè, Pink Drink 3 đồng 75, bên này 2 đồng 3 đồng cà phê. Cái này mình thấy mới nè cô chú anh chị, ở đây người ta có hở một cái ra đó để cho mình giống như là trong tủ lạnh rồi đó, mình để lên được, mình thêm cái chỗ để mình đựng đồ hai bên nè, hai bên có cái đồ để mình xỏ nó vô. Cũng đẹp, cái mũ cũng rất là đẹp nha. Ở đây có bán mấy cái đồ bằng nhựa màu đen, hồi lâu rồi mình có chia sẻ với cô chú anh chị đó, mình đừng nên xài mấy cái nhựa đen này, không có tốt. Nếu mà bị nóng á, tiết ra cái chất không có tốt. Mình xài bằng inox hay đồ thì nó đỡ hơn, hoặc là bằng gỗ. Mà như mấy cái gỗ á, hoặc là muỗng bằng gỗ rồi nó đỡ hơn. Để chặn lại chiên cho nó đừng có bị văng. 1 đồng 25 cent. Mấy cái ly này cô chú anh chị, ly nhỏ nhỏ, ly này người ta để đựng kem, nhưng mà có người Việt Nam mình chắc để uống rượu. Nhỏ nhỏ hay là để cúng rồi cũng được ha. Nhỏ nhỏ gọn gọn. 1 đồng 25 cent. Đây là mấy cái tấm trải lót bàn ăn nè. Đủ thứ màu hết trơn. Nhiều cái màu cũng đẹp ha. Cái này là để trên cho con chó đó rồi chú anh chị. Trên cho con chó. Như mình mới mua chó về đó, mình để trend cho nó ị rồi vô cái đây. Cái này được 3 tấm ở trong đây nè, mà cái cỡ là ax large, cỡ lớn, 1 đồng 25 cent. Này thì tiện ha, xong rồi mình lấy mình đi dục. Mấy cái rổ móc rồi cô chú anh chị, 1 đồng 25 cent cho 7 cái, 1 đồng 25 cent. Có tay cầm luôn nha, đủ thứ màu hết trơn. Cái khuôn vòng vòng là bằng có cái sắt vòng vòng nè. Cái này để đựng storage nè cô chú chị, nguyên một cái thùng á mà mình banh ra mình đựng bự. Này cái đồ để máng ha, máng khăn. Cái này người ta làm hay nè cô chú chị, ta xếp sẵn có ở vuông vuông luôn á, để cho mình bỏ trong cái hộc kéo của mình để mình đựng vớ hay là mình đựng giống như quần nhỏ rồi vậy đó ha, để lơ vô cái hay là cà vạt rồi đó cho nó gọn á. Cái này ai có muốn gọn á, mình mua cái này để nó nghi riêng ra hết vậy thì mình lấy nó không có bị xóc xếp tùm lum. Cái này mới thấy được á, tiện. Người ta bán cái bảng nè, để cho mình bỏ tên vô á, ghi tên như thôi hay ghi gì đó, mình để lên được 3 cái bảng hiệu để xỏ cái cà vạt ha, hoặc là cái khăn tròn cổ á, cổ mình để vô đây cho nó gọn. Tới mùa lễ rồi mua mấy cái tray này để đựng đồ, nếu mà ai thích cái màu này. Rồi cái tray nhỏ nhỏ nè, 2 cái, 1 đồng 25 cent. Cái này có nắp đậy luôn nha, để ai làm bánh. Cái tray này đẹp nè, có nắp đậy luôn á.
Mấy đồ chơi cho các em 5 đồng một cái. Dễ thương không? Miếng pizza. Pizza bự. Này, cái ly nước nè, ly boba. Dễ thương, 5 đồng một cái. Bố bà này nè. Những cái này để gắn vô nè cô chú anh chị, puzzle 5 đồng được 9 miếng. Mình gắn vô thành cái thảm luôn. Mình mua nhiều thì mình gắn ra cái thảm bự cho các em tập số á. Mình vừa chơi mà vừa dạy các em học luôn. 5 đồng. Ở trên đây 3 đồng. Potato head. Mấy đồ chơi này là 3 đồng, 5 đồng. Xe là 5 đồng. Wow, có cái mixer nữa cô chú anh chị. Máy trộn nè. Để cho các em chơi rồi nướng bánh mì luôn nha. 5 đồng cái. Cái toaster nướng bánh mì. Mình thích rờ rờ mấy cái này. Nó mềm mại lắm. 5 đồng nha, nguyên con khủng long nè. Mềm mại. Có màu xanh lá cây với xanh dương. 5 đồng hết á. Lấy đồ khoang, đồ đủ thứ. 3 đồng nè. Monster. Rờ rờ với cái này nào mình thích lắm. Mềm mềm. Bây giờ ở đây mấy cái hộp bự này người ta bán. Có cái này 3 đồng nè cô chú anh chị. Bự. Nhìn rất là chắc chắn luôn á. Ai có cần đựng đồ rồi mình mua mấy cái bự bự như vậy. Có nắp đậy luôn. Cái này mình nghĩ không phải cái này hay cái này lớn hơn không phải. Rất là nhiều cái hộp luôn nha. Mấy cái hộp, mấy cái đồ bự trên đây nè, đựng quần áo đâu được. Ồ cái này mới thấy tiện lắm nha cô chú anh chị. Vừa rồi mình cũng có mua một hai cái hơi giống giống vậy nhưng không phải. Mình để trong cái pantry của mình á. Trong cái kho của mình á, mình bỏ mấy đồ vô đây tới hồi mình lấy á, nó gọn. Cái này là 5 đồng một cái nè. Cái mũ người ta làm cái này thì mình cũng chắc chắn, đẹp. Để mình để chồng với nhau á, mình đựng đồ nó dễ, mình lấy ra nó dễ. Nhà My là My đựng giống như bún, là nuôi, mấy cái bịch á, đồ khô á. Hoặc là đường đậu đồ, mấy cái đậu đồ nhỏ nhỏ đó mình đựng như thế. Cái này nhìn nó cũng rất là đẹp nha, chắc chắn lắm. 3 đồng. Cô chú anh chị ở đây mình thấy có cái này mới nha. 10 đồng. 10 đồng cho cái này một set để làm party nè. Có bữa tiệc á là có đầy đủ. Cái này cần lắm á, tại vì trời lạnh á. Mình để ở đây mình cho nó nóng lên nè, mấy cái tray đồ của mình á, cái gì cho nóng á. Nhiều khi mình không có cái đồ heat qua á, mình để này nó tiện. Nè, bỏ cái đồ dưới đây được. Người ta có một cái rack ha, rồi một cái tray rồi, rồi cái hai cái đồ này luôn, có hai cái đồ heat luôn, sẵn luôn. Nói chung mình mua này là về xài thôi, không có cần mua thêm nữa. Có mấy cái này luôn. Nghĩa muỗng gì để đủ luôn. Nên là tiện ha. 10 đồng. Này có party gọn gọn nhỏ nhỏ á, thì mình xài này được. Cái này là còn nhiều lắm. Năm đồng cho cái đồ đựng quần áo nè.
Crystal Palace ở đây thì thường cũng có 5 đồng cho nên là giấy toilet paper. Cái này là 6 cuộn, nhưng mà nếu mà nói cuộn thường á, là tới 24 cuộn luôn á. Thì cái này dày cho nên là có 6 cuộn thôi, 5 đồng. Nên những cái đồ để mình tự trang trí nè, mình gắn hoa đồ lên trên đây. Người cho ai mà thích mai, thích đồ nha, mình mua mấy cái này về hoặc là thích tự trang trí. Giống như cái vải này nó rất là mềm mại luôn á. Ai mua về may cái gì đó, mua ở đây nó rẻ chứ, nhiều khi giống như mình mua ở Walmart cái gì đâu, nhiều khi người ta bán cái đầu bự thôi, ít có cái đầu nhỏ nhỏ mà này dễ thương không à, long long nè, để mình mua về mình may. Cái này nó có nhung nhung cũng đẹp lắm nha, rất là đẹp á nè. Những cái này cũng mình vẽ được nè, 1 đồng 25 sen. Mình thích mấy chỗ trên đây nè, để mình cho mấy em vẽ. Lúc trước mình hay mua cho con mình về vẽ đủ thứ hết trơn nữa, giờ lớn rồi nó hết rồi. Chứ lúc trước mỗi lần đi vô đây là nhìn mấy chỗ này, ở đây nhiều nè. Cái này những cái giống như cái tay nắm vậy đó, của với anh chị mà bằng gỗ. Ai có muốn mua về trang trí cái gì đó mình mua cái này được à, rất là nhiều cái đồ bằng gỗ luôn ở đây, nhiều quá. Ai có cần chỉ cái mũi tên đi đâu á, mình mua cái này được. Nhiều khi mình chỉ đường hay gì mà để lâu dài á, mình mua mấy cái này nó chắc. Lúc trước á mình mua quà cho con của mình á ha, quà bình thường xong rồi có đồ chơi để vô chung, là đồ chơi mình hay để mấy cái này vô á, để cho nó sơn á, nó sơn nó vẽ, nó tự nó nghiên cứu. Nó như cái này nè, mình bỏ vô cái bịch á, xong cái mình bỏ chung với quà đủ thứ một chút nó gom lại nó mở ra nó thích lắm. Dễ thương ha. Ở trên đây bằng nhôm luôn, 2 cái 1 đồng vinyl paper. Mình để cắt ra rồi mình dán cho với anh chị. Cái này là vinyl, đây là ở trong đây người ta mở ra sẵn cái giấy, mình cắt mình dán có màu màu xanh nè, màu kim tuyến. Ở bên này cô chú thích không, những cái đồ để dán nè. Cái này là bông 3D á nha, 4 miếng có nhiều lớp á. Cái này là nhiều lớp nè cô chú anh chị, đẹp không? Con của mình nó đang mấy cái này đẹp lắm nha cô chú anh chị, nó đang bông hồng rồi mấy cái keychain chìa khóa rồi đó. Mỗi lần đi vào đây cũng khoái lại chỗ này lựa màu, đang móc. Ai thích giỏ ốc không? Giỏ hến nhiều nhiều quá chừng luôn. Có đá luôn nha, đủ kiểu hết trơn luôn á. Ốc nó bự. Cô chú anh chị biết không, hồi nhỏ mình ở dưới quê á, là ở miền Tây cho nên nó xa biển, đâu có được đi biển đâu. Mà lâu lâu mà ai mà cho được một cái con ốc này ha, hồi mừng quý giống như là báu vật vậy đó, tại vì đâu có được ai tặng hay là đâu có được đi biển đâu mà có mấy cái con ốc này. Sau này lớn rồi còn được đi biển được chơi, với lúc nhỏ nhà nghèo nữa không có được có con ốc này đâu. Có một cái cô đó bà con á, cô đi Vũng Tàu về cô tặng cho mi một cái con ốc nó nhỏ thôi à, nó nhỏ cỡ đây vậy nè, mà thôi mi quý cất mà mình thấy sao nó đẹp quá trời luôn á, mình thấy rất là thích luôn á. Còn bây giờ thì mình nhìn thấy nhiều rồi mình thấy chán, nhưng mà lúc nhỏ đó mình đâu có được đâu, mừng thích lắm, cất để dành quý lắm.
Bây giờ đang làm chuẩn bị vô mùa lễ cho nên rất là nhiều đồ để trưng cho Christmas. Thường mấy cái đồ trưng Christmas này ở đây rẻ không chứ anh chị ơi. Nhìn mấy cái này nè, con đồng 25 sen nè, à, nhìn rất là đẹp nha. Nhìn cái cánh thiên thần nữa nè. Cái này dễ thương không? Cái này nhìn thấy lạ thôi chứ anh chị, em nhìn giống như là đá vậy đó, đá rơi rơi á. Rất là nhiều cái đồ để mình trang trí Christmas. Ở nhà My là lúc trước cũng mua mấy cái này nè để chưng như cây thông á, nhiều cái trái châu rồi. Hai trái này nè, một đồng 25 sen, đẹp ha. Ồ, mấy cái bông ở trên đây đẹp nha, ba cái. Chim cứu mèo. Nè, những cái này treo là thấy mình nhìn là thấy có không khí cho Christmas liền á. Một phát này được 6 cái đó cô chú anh chị. Đẹp quá, nhiều cái đồ nhìn thấy trong lòng nôn nôn tới mùa lễ. Có trái thông luôn. Dễ thương không? Này treo lên cũng vui ha. Mấy em là thích lắm. Thôi cái trái thông này đẹp nè. Ai có mấy em nhỏ dẫn đến đây là tới mùa. Mùa này là tha hồ mà lựa nha. Ở đây mình thấy bán những cái đồ trang trí này là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều tiệm khác luôn. Mà mấy cái này khi mình trưng xong rồi cái mình cất, năm sau mình cũng trưng tiếp. Con này đẹp quá trời, sáng rực luôn. Ồ, cái này dễ thương nè. Dễ thương không? Snowman. Có chim cú mèo nè. Hai màu. Ồ, cái này cũng đẹp nữa nè. Người tuyết. Ôi, cái này được hai cái, một đồng 25 sen, đẹp không? Người tuyết sáng lấp lánh luôn, có màu xanh nữa nè nha cô chú anh chị. Cái tiệm này mới thấy sao mà nhiều đồ Christmas hôm nay rất là nhiều ha, nhiều lắm luôn á. Cái này bóng đèn nè, cái này mình chưng không có cần phải bật đèn lên mà nó cũng sáng, phải là kim tuyến á. Kim tuyến người ta kết với nhau thành nguyên một cái đèn màu đỏ màu xanh trên, có màu vàng luôn nha. Ồ, đẹp. Đây mấy cái trái này á, mình chưng lên mới đẹp, một đồng 25 sen mà 12 trái. Trái châu. Nhiều quá luôn. Mấy cái này nè, đẹp không? Đủ thứ màu hết trơn luôn. Cô chú anh chị coi coi nhà mình thiếu cái nào. Mấy cái này cũng đẹp nữa nè. Tất cả đều là một đồng 25 sen. Có màu trắng luôn nha. Ồ, mày thấy cái này dễ thương nè nha. Cái này thấy lạ lạ đó nè. Người tuyết, người tuyết mình treo được, có cây thông loại này luôn nha. Rồi cái này để mình treo ở đâu được nè,
Mình thấy cái này đẹp, mà cái loại này mi chịu nè, nó không có bị rớt kim tuyến. Thêm cái nón của ông Santa à, đẹp chưa. Ở bên này rất là nhiều cái túi xách mà hình Christmas á. Những cái nơ này đẹp quá ha, rồi chứ anh chị. Cái này nó không có kim tuyến nè. Cái màu này là nhung á, không có bị kim tuyến rớt. Cái này đẹp nè, mình để lên gói quà đẹp lắm nha. Gói quà nào bự bự á, mình để cái này lên, nhìn nhung nó ánh ánh nhưng mà nó không bị kim tuyến rớt như là mấy cái loại này. Cái này nhìn thấy sang nữa ha, đẹp. Cái này mình mới thấy ở đây có. Này cũng đẹp, này thì sáng hơn, có kim tuyến, có màu đỏ luôn. Này muốn trang trí mình mua mấy cái này về để mình tự trang trí nha. Một nhánh nè, cũng có cây thông, cũng có đồ. Bên này rất là nhiều cây bông, nếu mà ai muốn tự cắm, màu Christmas, màu trắng, màu vàng, màu bạc. Nếu mà mình có mua, mình sẽ mua cái màu này. Này thêm chung với màu đỏ nữa ha, nhìn đẹp quá. Trên đây cái màu nó cũng hơi khác khác một chút nữa. Wow, đẹp quá trời, cái mấy cái loại bông tròn tròn á. Cô chú anh chị đừng có quên là mua thêm thiệp chúc luôn ha, để bỏ vô gói quà. Thường mấy cái tấm trải này mình mua để lên nhìn nó đẹp, mà trải xong rồi cái mình bỏ luôn. Nhưng mà mình phải mua như cái màu nào cho đúng cái mùa lễ thì nó đẹp hơn, giống như màu đỏ ha, cho Christmas rồi. Vừa rồi mới đi tới tiệc á, có một chị làm nguyên một cái mâm vậy nè, chỉ mua cái mâm kiểu này nè, nhìn nó cũng sang lắm rồi chứ anh chị. Rồi chỉ đựng lên là bánh da lợn rồi ha, rồi đủ thứ ở nhà làm á, mà để vô cái mâm vậy nè, nhìn nó cũng đẹp sang. Thay vì là mình đựng cái tray thường á thì nó cũng được, nhưng mà tôi thấy chỉ đựng vô cái tray loại này nè, nhìn nó sáng, thì nhìn thấy nó đẹp. Tray này cũng bự. Cái này hộp xoài nhìn nó thấy nó sang hơn là cái tray loại Tigo bình thường, rất là sáng luôn nè. Này để đựng đồ sót hay là đựng nách hả ha, đựng sót lúc mà mùa lễ. Cái này bốn cái nè, bốn cái vô một hộp. Cái đầu kẹp này cũng nhìn đẹp nữa, để kẹp xà lách đồ, bánh đồ cũng được. Bốn cái dĩa này luôn, một đầu 25 cent, một cái dĩa đựng khách. Ở đây nó có cái hoa văn ở hai cái hũ nhựa nè, một đầu 25 cent, đều là một đầu 25 cent hết luôn. Cái tô này dễ thương quá ha, cái kiểu nhìn đẹp, cái dĩa này nhìn thấy rất là chắc chắn luôn á, bằng nhựa nhưng mà nhìn cũng đẹp. Cái kiểu này đều nhìn thấy hay hay ha, để cái chân nè, như người ta chụp cái hình là mình để mấy cái kẹo á, ba cái khắp để đi to go được nè. Ở trên đây là cánh bông hồng, tôi biết thì 300 cái cánh bông hồng để mình rải rải bông ha, màu trắng với màu đỏ. Cái kiểu của cái bông này nó đẹp nè các anh cô chú vậy ha, để lên gói quà hai cái về một đồng 25 cent, người ta làm sẵn rất là đẹp luôn á. Kiểu này mình thấy mới ha, và đó giờ là mình thấy nó cứ tu 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 vậy thôi,
Bữa nay mình thấy có được cái này đẹp quá, mình thích cái màu vàng quá chừng luôn. Cái hộp này đẹp luôn chứ gì, bỏ quà vô xong khỏi cần gói gì hết trơn. Cái này rất là tiện. Chỗ này mấy em gái sẽ thích. Dễ thương không? Màu tím hoa cà. Cái này cũng dễ thương ha cô chú anh chị. Như cái tấm này để dán nè, mình gỡ ra mình dán wallpaper. Có nhiều màu cũng đẹp, cái này giống như gỗ rồi ha. Cái này cũng cần lắm nha cô chú anh chị, nhiều khi cái chỗ nào đó mà mình không có sơn á, mình thấy xấu quá, mình dán lên cho nó đẹp lại. Cái này cái khuôn xảo nhìn rất là đẹp nha. Đây là dán xong rồi nhìn đẹp không? Chỗ này bán mấy cái đồ đấy cho lấy nhiều ha. Thêm mấy cái ốc với đá sỏi đồ có ở đây luôn. Nhiều cái đồ nhắc nồi lắm luôn. Khăn cho bếp. Đồ nhắc nồi ở đây á, ví dụ như mấy cái này nè, mình thấy nó mỏng lắm, cho nên nhiều khi cái nồi mà đựng mà nấu lâu quá đó, nhiều khi mình bị nóng tay á. Còn cái này thì được nè, cái này nó có một lớp nhựa thì nó đỡ hơn, mình nghĩ vậy. Cái tấm mút mà rất là mỏng để lót ghế ngồi mà mỏng quá chừng ha. Hay muốn nước dừa không? Mình đang khát nước, nhìn thấy nước dừa. Một đầu 25 cent. Nước dừa, trong đây có đường, sản phẩm của Việt Nam. Bên đây cũng giống mà không có đường. Mình lấy thử cái này nè. Đang khát nước, ngồi ra xe uống. Cái này người ta bán root beer mà không có đường. Để trong cái bịch á cô chú anh chị, mỗi lần mình uống á, mình đổ vô nước là mình có cái mùi vị root beer. Rồi bên này mùi vị chanh, đủ thứ hết nè. Bên đây mùi cam, mùi nho rồi. Mấy cái này thì dĩ nhiên là mùi không mà chứ không có trái cây. Mình uống chơi thôi chứ nói tốt là không có tốt ha. Kỹ nó cũng giống như mấy cái bột này vậy nè. Mấy cái bột này mình bỏ vô uống nó rất là thơm á nha. Quậy nước uống. Thay vì ở Costco người ta bán cái bự ha, còn cái này mình mua cái nhỏ. Đủ thứ mùi thơm hết trơn. My cũng thích mấy cái này nè cô chú anh chị. Như cái hộp này nè, được 10 hộp luôn á. 10 hộp vuông vuông nhỏ nhỏ, có nắp đậy để đựng nước mắm. Đựng mắm nước tương đi ra đường. Mà mình mua nhiều khi cứ bị mất nắp hoài à. Những cái ổ điện, nối điện, bóng đèn. Này để rửa xe. Quặng nè, cái quặng loại này dài quá chừng ha. Mình để lên chiếu thuốc ở đây nè, mình nghĩ vậy nè, phải không? Màu xám với màu đen. Cái tấm này để lau xe 30 tấm. Cái này là để trong xe để cho nó bự ra nè, có thêm được. Cái này, cái này để phone ha.
Mày thường đi vô Dollar Tree là mua mấy cái đồ để sơn á, lâu lâu mình sơn nhà mình đổi màu á, cái mình mua mấy cái này. Mà thường thường mình mua cái kit này nè, nó đủ bộ. Nếu mà mình sơn ít, giống như sơn một hai cái bức tường vậy đó, cái mình mua cái này là đủ bộ luôn, khỏi cần mua thêm gì nữa hết á. Chỉ cần mua nước sơn thôi là đủ rồi. Đang có mấy cái bình rất là bự luôn, cái bình đựng nước, mấy cái cà nước bự khổng lồ. Mấy cái này cô chú anh chị có cần không? Mình để cái gì vào đây á, bánh khắp khét rồi ha, rồi mình cầm đi nè, làm khắp khét. Còn cái mâm này có cái nắp đậy luôn. Ba cái hộp này nè, một đồng 25 cent. Đây là cái mà để giống như đổi màu được luôn á cô chú anh chị, nó nhiều màu nè, thay đổi tới 7 màu luôn. Mấy cái này, cái đèn này em nhỏ thích rồi nha, mấy cái em nhỏ nhỏ ha. Cái đèn để gắn vô cái laptop nhìn. Làm ra gì mà bán có 1 đồng 25 cent này cô chú anh chị hả, rẻ quá chừng luôn. Cũng đèn cũng sáng rồi. Cái này cũng tiện nè, để ai để cái điện thoại lên được, để hai kiểu đứng với nằm ngang đều được. Ở đây có bán chocolate hiệu Hershey nữa cô chú anh chị, 4 đồng 75 cent cho một bịch chocolate nè. Dễ thương không, cái buffer mà giũa neo á, mà hình trái tim để giũa móng tay. Cái bông nữa nè, để tặng cho mấy em gơ nhỏ nhỏ được đó coi chứ anh chị, dễ thương không. Cái buffer đó để giũa giũa mịn đó nha. Này, hình này nữa nè, và giờ bán nhiều cái lạ lạ quá chừng. Nhìn đồ để nặng mụn nè, kìm cắt móng tay luôn, không biết có bén không ha. Văn đồng 25 cent nè, này để nail stem, để đóng lên. Có bán cái đồ để cạo da chân nữa nè, ai bị da chân chai ơi, cái hộp rất là đẹp luôn, để dễ mắt, dễ mắt mà có cái kiếm luôn, nhìn giống như cuốn sổ nhỏ. Sensodyne nè cô chú anh chị, ai mà bị ê răng á ha, mình mua ở đây cũng được, cũng của hãng Sensodyne nè. Đánh răng mà ai bị ê nhiều á, mình mua cái này có 5 đồng à, trong Costco thì bán nhiều hơn 25 đồng. Còn cái này mình mua ít, mình xài cái này được. Bình bông mà để đựng makeup đẹp không? Nó bóng, nó có đường viền vàng vàng vòng vòng nữa nè, để đựng cỏ makeup. Mình nhìn cái này mình không biết cái gì, mình phải đọc chữ. Hot cool iPad, để là lạnh nóng mình để lên trên mắt mình nè. Thường thường mình làm bằng hai cái muỗng á, mình lấy hai cái muỗng mình bỏ tủ lạnh mình để cái này, người ta có cái pad mình để lên mắt mình luôn, để cho mắt mình nó relax, nó cũng đỡ quầng thâm, đỡ được mỏi mắt, đủ thứ màu hết nè. Mình lấy cái này để đựng khét á, đựng bánh khét nhỏ nhỏ 40 cái.
Giấy giấy này 10 cái, 1 đồng 25 sen. 48 cái mũi nghĩa, 1 đồng 25 sen luôn. Bên đây bán gia vị. Ai mà ăn ít nữa thì mình mua ở đây được, nó tiện, nhỏ nhỏ. Có rau cần nè. Mấy cái này ở đây mình thấy rẻ nè. Cái đồ để đựng khắp hết á, 90 cái luôn. 90 cái mà có đồng 25 sen nè. Popcorn này có bán ở trong Costco nè, cái này mình thích nè. Ăn ngon. Bịch rời rời, 1 đồng 25 sen cho một bịch. Ở trong Costco thì bán bự quá ha. Ai ăn ít mình mua này được. Cái này ăn vừa mặn mặn, ngọt ngọt, ngon. Còn loại trên này thì cho diet, ăn tốt thôi chứ nó không ngon. Ồ, cái này ngon nè. Cái này có màu đỏ không à. Cái này nó cũng mặn mặn, ngọt ngọt nha. Ăn ngon. Trong Costco bán thì nguyên thùng đủ thứ mùi hết. Đủ thứ mấy cái mùi hết, nhưng mà cái mùi này là mình thấy ngon nhất. Mình thích cái mùi này. Và wow, cái này ghi là sweet corn của người Mỹ, loại mà bắp mà ở ngoài đường á, cô chú anh chị, bắp ở ngoài đường phố á. Ở trong đây á, contain là thành phần, người ta ghi đủ thứ nhưng mà cuối cùng người ta ghi contain milk, tại vì có một số người bị dị ứng với sữa á, cho nên là những cái mà giống như sữa nè, đậu phộng, mè hay là những cái đó, những cái nào mà dễ bị dị ứng á, là người ta sẽ ghi ra để cho mọi người biết, nếu mà ai không có ăn được thì nó nhìn thấy liền. Để vừa rồi Costco bị nói về border á, mà Costco không có ghi sữa cho nên là bị thu hồi. Tại vì sữa là như đây ghi thành thêm sữa cho mọi người chú ý. Mấy cái cây này để mình mua về mình làm xả sau, thịt nướng. Đây là trái cây 100 cây luôn, đó, 1 đồng 25 sen thôi. Trước khi mình làm á, mình ngâm nước á, cô chú anh chị, mình ngâm nước, mình rửa. Để ngâm nước thì cái cây nó không có bị cháy. Ở đây là nếu mà ai có làm tiệc á, là mình thấy mua mấy cái bong bóng làm birthday rồi đó, là giá rẻ. Bong bóng bơm sẵn. Cái này mình thấy tiện nhất, mình mua gift card mình tặng, nếu như mà đi những buổi tiệc rồi đó ha, mình không có thời gian để tặng quà. Nhiều khi mình chỉ cần một bó bông với cái gift card thôi là mình thấy cũng đầy đủ ý nghĩa. Có McDonald's, có Starbucks, Subway, Domino, Burger King, đủ thứ hết trơn luôn á. Nhìn trong đây các bạn cô chú thích mọi người tặng cho mình cái gì. Mấy tiệm trong đây, ai uống Starbucks nhiều chắc thích Starbucks ha. Có chị Phót Lê luôn. Bên này có TJ Maxx, có game nữa nha, PlayStation, Mario thì đủ hết luôn. Ở đây có nhiều cái mắt kính để đọc sách, để làm mắt kính đen luôn, đi ra ngoài nắng luôn, kính để đọc sách quá chừng luôn. Cần kính đọc sách á mà quên rồi ha, mình vô đây ghé mình mua đỡ, nó rẻ mà mình cũng đọc được. Rồi, mình mua được nhiêu đây nè. Cái đồ lặt vặt để mình uống thử rồi. Cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn rất là nhiều đã cùng My đi shopping một vòng nha. Khát nước quá chừng luôn á. Để mình thử coi cái nước dừa này có ngon không. Cái này là có cái mà không có đường. Nó cũng ngon. Có cái người ta cắt nhỏ 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 đó. Này mà được lạnh nữa ha, uống đã lắm luôn á. Mà không sao, bây giờ đang khát nước quá chừng luôn á, cho nên rất là thích. Mình uống mà quên. Cái này nãy sợ dơ ở trên đây. Nước này uống cũng được thôi chứ anh chị. Nó cũng không có thơm mùi dừa nhiều, nhưng mà cũng có thoang thoảng. Nói chung là uống cũng ok. Có mấy cái á, cho nên
mình uống xong cái mình nhai nhai thấy nó cũng vui vui bé béo. Rồi thôi mình xin dừng ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Mình chúc cho cô chú anh chị đi mua sắm vui vẻ nha, chọn được những cái đồ mình thích. Hôm nay là đồ rất là rẻ tiền nhưng mà mình cũng rất là cần, những lúc nào mà cần thì phải ghé vô mà mua ở đây thấy thấy rẻ. Mình hẹn cô chú anh chị ở nhiều video khác của vợ chồng My ha. My chào tạm biệt, bye bye.